Wow, nhân tiện phiên bản cập nhật Sanrio ra mắt thì minigame tặng đồ siêu dễ thương cho các bạn đây. Đó chính là một cái bộ trang phục Hello Kitty dành cho cả nam và cả nữ để các bạn nhận luôn. Đầu tiên các bạn bấm đăng ký kênh của mình, nhớ đăng ký kênh nha. Rồi các bạn like cái clip thật là mạnh vào, bởi vì mình sẽ bật mí cho các bạn xem về thông tin sự kiện sắp tới nữa nè. Ví dụ như là khoáng thạch nè, sự kiện tinh linh mới nè. Rồi các bạn bấm đăng ký kênh, like clip này của mình và comment xuống ID nhân vật của mọi người nha. Hai gì đây? Hai xin chào tất cả các bạn nha. Phiên bản mới đã cập nhật xong rồi và mình là người vào sớm nhất ở trong game. Ừ, sớm nhất các bạn ạ. Sớm thiệt luôn á. Thì mình bị muộn đúng 1 phút các bạn, mình bị muộn đúng 1 phút thôi. Và các bạn ơi, trong cái phiên bản cập nhật đợt này á hả, có tổng cộng là tới 4 cái sự kiện mới. Và bây giờ các bạn hãy xem hết cái clip này của mình ơi. Wow, cái gì đây? Mới vô là mình thấy cái bong bóng để mà chào mừng cái phiên bản cập nhật Sanrio rồi. Rồi, đầu tiên là bảng điểm danh. Ngày cuối cùng các bạn sẽ nhận được một cái avatar. Wow. Nhiệm vụ thứ hai đó chính là cái cửa hàng sản phẩm khách sạn Sanrio Tractor nha mọi người ha. À các bạn ơi, mình bật mí luôn. Đây chính là cái phương tiện chứ không phải là cái tủ nha các bạn ha. Đây là một cái phương tiện mới, một cái thuyền gỗ trôi nha các bạn ha, một cái thuyền gỗ các bạn trôi nha. Rồi, thì các bạn có thể tha hồ đổi cho mình những cái món vật phẩm sau đây, ví dụ giống như là avatar này, các cái món nội thất của liên quan đến chủ đề là Sanrio này, rồi các cái tượng Sanrio bằng cỏ này mọi người ha, và các cái khối Sanrio luôn. Đây là các cái khối quà Sanrio nha, các bạn lưu ý nha. Các cái khối này, không biết là khối hay là thùng quà ta. À mà khối các bạn à, khối. Rồi, một cái set đồ tắm nha, như mình đã nói ở clip trước luôn, chuẩn không còn chỉnh luôn. Rồi, một cái nhiệm vụ khách sạn Hello Kitty. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các cái nhiệm vụ này tiên. Đầu tiên ví dụ như là bước những bước đầu tiên để trở thành quản lý khách sạn. Rồi, bây giờ từ tới cái nhiệm vụ này trước các bạn ha, tới cái nhiệm vụ này trước cái đã. Nhưng mà trước khi tới nhiệm vụ thì mình sẽ chào Hello Kitty. Hello cậu nha. Chào cậu nha. Không biết là cậu có cho mình được cái món quà gì miễn phí không ta? Rồi, khoan từ từ. 4 hộp bốc thăm mới nữa, nó nhiều lắm các bạn ơi, thề. Nó nhiều. Ui, Sam ơi, cái gì đây? Siêu xe. Ấy. Siêu xe. Mình thấy có một cái chiếc siêu xe màu hồng mới các bạn ạ. Một cái chiếc siêu xe màu hồng mới thiệt là to luôn. Khi mà mình nói chuyện với lại ông NPC này á, thì ổng sẽ dắt mình đến một cái khu vực đúng không ta? À đúng rồi, ổng tele mình qua luôn cái khu hotel Sanrio nha mọi người ha. Rồi. Nè, đây là những cái bức tượng Sanrio nha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào bên trong khách sạn này. Trời ơi, đẻ quá mọi người ơi. Cập nhật như thế này nó mới đáng nghe. Ôi, mọi người thấy cái bức tượng của Kurumi không? Ồ, nhân vật yêu thích của tôi á. Cực kỳ yêu thích luôn. Rồi, đây chính là Sanrio khách sạn Hello Kitty nha mọi người ha. Trong đây thì trang trí Sanrio rất là nhiều trong này luôn. Mình có thấy một cái NPC Kurumi. Thì bạn NPC đã nói mình cái gì đây? Để mình chỉnh qua tiếng Việt các bạn ha. Hãy mang đồ quý giá ở phòng 201 đến cho tôi. Rồi ok, thì nhiệm vụ đầu tiên là mình sẽ mang một cái món đồ quý giá ở cái phòng 201 đến nha mọi người. Rồi 201 đúng không? Ok. Từ, phòng 201 vậy là ở trên nữa. Rồi để lên trên nha mọi người ha, lên trên nha. Rồi ra, ok. Wow, thề luôn các bạn ơi, cái phòng nó decor cái màu hồng đúng thích luôn mọi người. Thiệt, mình rất là thích cái phòng kiểu như thế này luôn á, đẹp tuyệt sự luôn. Rồi, cái món đồ nào mà theo các bạn là quý giá nhất nhờ? Cái món có quý giá không? Không quý giá hả? Cái này có quý giá không? À, này là cái tủ. Vậy thì cái món quý giá nhất ở trong cái phòng này á, mình nghĩ chắc là một cái hộp xoàn rồi. Đó, đúng luôn, đấy, một cái hộp xoài nha. Rồi, ok, sau khi xong thì mình sẽ tới ngoài sảnh để mày trả nhiệm vụ nha. Rồi, đã quá mấy ní ơi, trời ơi, nó đã dữ trời. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xuống lầu 1 nha. Đây, xuống nè. And, rồi, đi ra trả nhiệm vụ và x3 lên được 600 xu tình yêu nha. 600 xu Hello Kitty nha. Có x3 không, có x3 không? X3 lên. Đó, x3 lên. Đó, 600 xu Hello Kitty nha. Rồi khoan từ từ, bỏ nhiệm vụ quán bên đi, làm cái này trước đã. Đầu tiên là ở trong cửa hàng nó sẽ bán thêm cần câu, cũng giống như là xe mua trần mới. Ui, xe mua trần nền màu tím siêu đẹp luôn mọi người ơi. Mà mình nhớ không nhầm á là sẽ có hai chiếc xe mua trần, một màu hồng và một màu xanh nước biển nha. Từ từ xem hết clip của mình đi. Rồi, tăng tốc 5, 2 chỗ. Tăng tốc 9, tốc độ gia tốc 4.5, nói chung tốc độ cũng bình thường à. Với cái giá 163k thì cũng khá là chua. Rồi, cần câu này là 300k. Cần câu này thì nó có một cái dòng chỉ số là giống như là bắt cá mini hả, vương miện 40 hả. Thì cũng bình thường các bạn ạ. Nói chung cần câu cũng bình thường thôi, mà cái giá nó hơi chua. Tại vì hợp tác với Sanrio nên là cần phải có vốn. Rồi, cái set đồ đẹp nhất này. Rồi, ok, cái mini game ngày hôm nay của mình sẽ liên quan tới cái set đồ này nha. Set đồ siêu đẹp luôn. Rồi, kéo xuống cho các bạn coi cái hộp bốc thăm. Ủa, hộp bốc thăm vẫn chưa đổi luôn. Cái gì vậy mọi người ơi, lưu ý nha. Trong cái đợt sự kiện lần này sẽ có 5 hộp bốc thăm mới nha. Rồi, ok, Sanrio chỉ có bao nhiêu thôi hả?
Ủa chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Trời ơi, những cái tin mới của game game giấu hết rồi. Nhưng mà các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của tôi đi. À, bật mí cho các bạn biết trước luôn là sẽ có thêm một cái sự kiện khoáng sản mới nha các bạn ha. Ủa cái này là cái gì vậy? Cây lâu nhà nữ sinh tươi trẻ. Ơi mọi người ơi, bạn nào có kim cương không, tặng tôi cái cây này thử mọi người. Rồi ở đây á thì sẽ có một cái set đồ vĩnh cáo mềm mại nha các bạn ha, một set đồ cáo nha, một cái ba lô của cáo luôn. Rồi ok, quá đã các bạn ơi, nói chung thì cập nhật như vậy là đỉnh rồi đấy. Rồi bây giờ để mình coi thử nha, tại cái NPC Hello Kitty này á thì ổng sẽ bảo mình làm gì đây. Rồi ok, đấy 600 xu đúng không, 600 xu. Rồi à, nói chuyện với lại NPC Hello Kitty thôi là mình sẽ nhận được 300 xu rồi nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa nè. Wow, đợt này nhiều thứ lắm luôn á. Và bạn nào nhớ đi câu cá đó nha mọi người ha. Hãy lên tầng 2 để dọn cái phòng 201. Rồi cái phòng 201 là cái phòng của ai? Ui, mọi người thấy không? Mình có cái set đồ của cái nhân viên lễ tân nè mọi người. Đây, để tôi chụp một cái tấm ảnh nhân viên lễ tân coi. Thấy đúng kiểu là dễ thương luôn á. Ờ, sao không chụp được kìa, không chụp được kìa. Ôi, ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ lên phòng 201 nha mọi người ha. Lên 201 để dọn đồ nha. Lên thôi. Wow. Rồi ra nè. À, nhân viên lễ tân. Đây, cái xe này là cái xe thì mọi người sẽ nhận được cái xe này nha. Đấy, mọi người thấy không? Đó, mình sẽ nhận được cái xe này nha mọi người. Rồi, từ từ cái xe để sau đi. Rồi, ok. Thì ở trong cái phòng 201 này á, mọi người xem thử những cái món vật phẩm nào mà nó dơ, ví dụ như món này nè. Rồi, sau khi các bạn dọn xong rồi, ủa, hãy dọn bàn rồi. Ờ, dọn bàn rồi. Từ để mình coi cái bàn nó có dơ không ta. À, bàn dơ luôn, có rác trên bàn luôn. Rồi, hãy dọn sàn nhà cũng dơ luôn. Đây, dọn sàn nhà luôn. Rồi hãy dọn nhà vệ sinh nữa hả? Ủa sao mà dơ dữ hả? Rồi dọn nhà vệ sinh luôn nè. Rồi xong. Đây, xuống trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng nha. Các bạn cứ từ từ đi. Phiên bản cập nhật đợt này nó nhiều thứ lắm. Ờ, mình chỉ nói trước cho các bạn biết được là ở đợt này á, nó có cả cuốc mới nè, vợt mới nè, cần câu mới nè, rất là nhiều thứ luôn, cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà phải 4-5 hôm nữa thì mình mới đăng lên được cho các bạn xem. Còn bây giờ thì các bạn sẽ làm trước cái nhiệm vụ giống như mình làm nè, để mà nhận đồ Hello Kitty nha. Rồi 300 xu nữa nha mọi người ha, 300 xu nữa, wow. Rồi, ok luôn. Hãy lắng nghe thật kỹ. Rồi, cái gì đây? Ủa, cái nhiệm vụ này nó bảo mình lắng nghe cái gì vậy mọi người? Thì mình phải lắng nghe câu trả lời cũng giống như là câu hỏi của khách hàng nha. Rồi, để coi thử là ông này ông nói cái gì đây. À, xin chào khách hàng nha, hãy giúp tôi check in hả? Tôi đã đặt phòng ở trên cái Agodasa 4 người, thứ tự là số đuôi là 0801, các bạn nhớ nha, 0801 nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ trả lời câu hỏi nè. Rồi hỏi ngược lại nè, Agodasa nè, rồi số đuôi là 0801 nha, đúng không ta? Ủa, ngày đặt là thứ tư nè. Rồi, đấy. À, tổng cộng là bao nhiêu người ạ? 4 người nè. Ui, tí nữa mình quên rồi, 0801 nè, đúng luôn nè. Ui, thông minh nhỉ, trời ơi. Cái gì đâu mà thông minh mấy anh hai. Rồi, nhận thêm được 300 xu nữa nha, đó. Rồi, tiếp tục. À, cái này là cái gì vậy ta? À, cái này là cái đồ chơi hay cái gì mà nó bắt mình cầm nè? À, cái gì vậy? Cái thẻ hả? Thẻ Visa hả? Rồi tiếp tục tới Kurumi. Kurumi cũng không có nhiệm vụ gì mới luôn, thì mình sẽ qua Melody nha mọi người ha. Melody sẽ nói gì đây? Melody sẽ bảo mình là hãy chụp ảnh kỷ niệm nhé, hãy cùng tạo dáng thật là xinh để mà selfie với lại selfie với ai? Hãy ok thì mình sẽ chụp một cái tấm ảnh thật là xinh để mà mình selfie với lại Kurumi nha. Đây có luôn nè. Rồi đây, chụp nè. Đó, ok chưa xong luôn hả? Tắt đi. Rồi chụp nè. Ok chưa? Rồi, tiếp tục quay trở lại trả nhiệm vụ nè. Đó, uầy mọi người ạ. Rồi, 300 xu nữa. Tiếp tục, mình sẽ qua gặp cái NPC. Đây, đây có một NPC nữa nha mọi người. Bromin nha. Bomburin nha mọi người, Bomburin nha. Rồi, Bomburin đúng không? Chúng ta sẽ làm một món spec ngon ngọt. Hãy chọn nguyên liệu đầu tiên ạ. Cái gì ta? Nho ngọt thì nho, đúng rồi, được đấy. Rồi tiếp theo nguyên liệu vào đây thì mình sẽ cho đường vào này, chắc lấy cho tương ớt đúng không mọi người? À, nào cuối cùng là đá, đấy, được rồi, ok, xong, tớ tin cậu hãy giao đến cho phòng 204 ạ. Trời, có khi nào mình giao cái nước đến phòng 204 xong cái họ đuổi mình không mọi người? Rồi, phòng 204 đúng không, Ê, hình như là nhầm đường rồi. Cái đường ở đi đường không ta, đường này có đường tắt không, Không có đường tắt nha, nhưng mà phòng ở trong này á, thiệt sự luôn, đồ nội thất đề con nó siêu dễ thương mọi người ạ. Cái màu nó cũng rất là đẹp nha, mình khá là thích cái màu kiểu như này nha mọi người, cực kỳ thích luôn. Thật sự, nếu như mình đã bán mấy cái gói đồ thắt mà nhiều như vậy á, thì các bạn có thể mua để mà decor nha mọi người, xịn thật sự luôn. Bạn nào mà yêu thích màu hồng nữa thì không nên bỏ lỡ cái sự kiện lần này nha. Toàn là đồ màu hồng, màu xanh, mấy cái màu mà các bạn nữ rất là thích luôn. Rồi, đến phòng 204 nè. Rồi mình sẽ giao cho bạn này cái ly nước ngọt, nước nho của mình nè. Rồi nhận thêm được 450 xu nữa. Rồi xong. Hình như vậy là xong hết tất cả các cái nhiệm vụ ở các NPC hay sao á. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài chỗ bên Plaza nha. Rồi
Đây, à đúng rồi, nghe nói có hộp bốc thăm xe mới nhưng mà chả thấy cái hộp nằm chỗ nào ta. Từ để mình kiểm tra lại nha. Ok. Rồi các bạn nhớ nha, à một NPC Shinamaru bên đây nữa nha mọi người. Của nhỏ quá nên là mình không có thấy cô này nha. Đây thì mình sẽ nói chuyện với lại Shinamaru nè. Rồi, hãy dạo quanh khách sạn cùng Shinamaru, get go. Để coi thử là bạn này sẽ dẫn mình đi đâu nha. Đi thôi, wow, ghế cũng đẹp nè, tủ cũng xinh nè, vách ngăn cũng đẹp nữa. Một cái logo để mà treo cũng đẹp nữa. Rồi, tới đây đúng không? Rồi, nằm lên giường ngủ đúng không? Tôi biết lắm mà. Rồi, tiếp tục nữa, hãy đi tắm đúng không? Đi tắm nha. Rồi, wow, cái bồn tắm nó cũng xinh nữa. Rồi, tiếp tục. Bây giờ là qua tới cái khu chụp ảnh nha mọi người. Mọi người thấy cái đợt sự kiện lần này hợp tác với lại Shinamaru á, thì mình nghĩ chắc là game cũng đã lên cái ý tưởng này khá là lâu các bạn nè. Từ cái việc mà decor này, quà này, trang trí mọi thứ luôn, nhiệm vụ mọi thứ luôn, chắc cũng rất là lâu rồi á, thì bữa nay mới được vào chung game. Rồi đây chính là khu vực để các bạn tự sướng nha, chụp ảnh nha. Rồi nhận thêm được 300 xu nữa. Rồi để coi thử là còn NPC gì mà giấu ở trong đây nữa hay không nha. Hình như là mình thấy cũng hết rồi các bạn ơi. Cũng hết rồi đấy. Ok, hết rồi. Bây giờ ra Plaza này. Đây ra Plaza này. Mình khá là thất vọng với game nha. Ngày hôm qua thì game có nói là hôm nay sẽ cho các bạn trải nghiệm bốc thăm một cái hộp mới, trong đó thì các bạn có thể nhận thêm được xe mới nha mọi người. Nhưng mà bây giờ bắt buộc là mình phải đợi hết các cái hộp này thì game mới mở hộp mới nha. Thì mình thấy là game như vậy là thất hứa với mọi người rồi. Tại vì đáng lẽ ra là cái hộp này ngày hôm nay là nó kết thúc rồi. Wow, được cái sừng luôn. Rồi, ngon. Ok, rồi một cái sừng hương nha. Tiếp tục, để mình mở xong hộp là mình sẽ kiểm tra xem thử có nhiệm vụ nào khó. Và các bạn lưu ý nha, đợt này là sẽ có rất là nhiều sự kiện luôn nè, từ sự kiện tiên linh nè, sự kiện khoáng thạch mới nè, cần câu mới nè, vật mới nè, búa mới nè, cá mới nè, rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà mình sẽ đợi ngày hôm sau nữa mình đăng từ thôi. Rồi mình mở được sừng mũ dày, rất là nhiều thứ nha. Đây mình sẽ dùng 2500 tiền sao để mà mở cả cái hộp này luôn nha. Uầy, không ra được đồ mới luôn hả? Rồi xong, ok tiếp tục nữa thì mình kiểm tra xem thử là mình nhận được bao nhiêu phần thưởng bảo trì nè. Đúng rồi, mọi người ơi, xem clip này của mình á, mình có một cái này muốn chia sẻ với mọi người nè. Nhớ là để dành kim cương và vé carbon, bởi vì sắp tới sẽ có một cái hộp bốc thăm giúp cho các bạn nhận được cái gì các bạn phải không? Nhận được một cái búa mới nha, cái búa siêu đẹp luôn nha mọi người. Uầy, nhớ nha, nhớ để dành kim cương nha. Đấy, nhớ để dành kim cương đấy. Rồi ok, rồi tiếp tục tới nhiệm vụ nè. Điểm danh ngày đầu tiên nè. À đúng rồi, tháp lịch quà tặng mọi người ơi, tháp lịch quà tặng nữa. Đây qua đây. Ok, qua tháp lịch quà tặng để coi thử cái xe này. Rồi, bạn nào mà chưa biết cái phần thưởng cuối cùng là xe gì á thì xem clip này của mình các bạn cũng sẽ biết luôn nha. Một cái chiếc xe máy Hello Kitty nha mọi người. Rồi, một cái xe máy Hello Kitty nha, đây nè. Đây lên đó cho các bạn coi nha. Không biết game có để cái xe trên đó không nữa. Đó, game có để xe kìa mọi người thấy không? Đó, là một cái xe máy Hello Kitty nha. Rồi, đây nè. Đó, mọi người thấy chưa? Một cái xe máy Hello Kitty nha mọi người. Bấm vô các bạn xem nè, xe máy Hello Kitty nè, thấy chưa, dễ thương không? Wow, một chỗ tăng tốc 8, độ gia tốc 2, tốc độ 6 nha mọi người, cũng được nha. Rồi, để mình xem thử những cái phần thưởng còn lại là cái gì đây. Những cái khối các bạn ha, những phần thưởng còn lại sẽ là những cái khối nha mọi người ha, những cái khối nè, những cái món đồ nội thất nè. Đó, những cái khối, những món đồ nội thất để mà cho các bạn đăng nhập các bạn nhận nha. Rồi, thì cái phần thưởng ngày đầu tiên ngày hôm nay nằm đâu ta? Từ từ để mình nói chuyện với lại NPC nha. Rồi. Có luôn. Rồi, hãy di chuyển đến khách sạn San Diego. Một cái nhiệm vụ giúp cho các bạn kiếm được 2 kim cương nữa nè. Ngon rồi. Tôi thấy có một nhiệm vụ nhận được kim cương nữa nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển và thăm khách sạn Hello Kitty. Đây. Ok, thật thiệt luôn. Cái chỗ này nó làm cái con gấu chi mà nó che không cho xe nó chạy qua. Rồi, đây. X3 lên là được 6 kim cương nha. Trời ơi, đã các bạn ơi, đã nha. Rồi, ok, xong một cái nhiệm vụ được 6 kim cương nè. Rồi, tiếp tục nữa, né cái chỗ này ra các bạn ơi, tiếp tục nữa. Rồi, quay trở lại chỗ cái thách tặng quà lịch, xem thử là NPC có bảo mình làm cái gì nữa hay không nha. Rồi, còn gì nữa không? Kelly nói gì đây? Xin chào. Rồi, giới thiệu về hộp bốc thăm mới. Rồi, ông này thì ổng cũng không có nói gì hết cho mọi người, nói chung thì chỉ có bấy nhiêu thôi à. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận cái hộp. Cái hộp ngày đầu tiên của mình nó nằm chỗ nào vậy mọi người, sao mình không thấy? Đây nhá, đây chính là cái hộp đầu tiên nha mọi người ha, cái hộp màu vàng phát sáng nè. Đó, các bạn sẽ kích vào và nhận được một cái gì ta, cái tháp nước nha mọi người, một cái tháp nước nha. Cái này để coi thì hơi bị xịn luôn nè, một cái đài phun nước. Trời ơi, xịn vậy ta, có cái hình của Hello Kitty luôn. Đợt này bạn nào mà không nhận quà hàng ngày là buồn ráng chịu á. Ấy các bạn thấy cái gì không? Cái xe buýt nó chở con gấu Hello Kitty bự thiệt bự ngoài kia nữa kìa.
Wow, quá trời thứ luôn mọi người ơi. Rồi, cũng có cả cá mới, rồi vật mới, bú mới, nói chung nhiều thứ lắm mọi người ạ. Quá trời thứ luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục lên chỗ này nè. Ngay chỗ cái phần này thì admin sẽ nói gì đây? À, hãy bắt cá tại phòng tắm nha. Còn cái này á, là các bạn hãy bắt cá tại phòng tắm nè. Các bạn phải bắt cái con cá hôn hồng nè, cá bác sĩ hồng nha. Rồi, cái này thì bây giờ là các bạn phải tự đi câu rồi, không có hướng dẫn các bạn được. Là các bạn phải tự đi câu á. Đó, 2.500 xu đúng không? 2.500 xu. Ủa, 9.000 xu mình mới có thể đổi được cái này. Ok, bây giờ thì mình sẽ để dành xu để mà mình đổi được cái xe mới nha mọi người ha. Để dành xu đổi xe nha mọi người ha. Để dành xu đổi xe. Rồi đấy, như vậy là tất cả những cái phiên bản cập nhật trong đợt này thôi. Bây giờ trước mắt là các bạn đi câu cá cho mình trước cái đã.